Mẹ có biết không? Con gái của mẹ tan nát từ lâu lắm rồi mẹ ạ. Con, mẹ, bây giờ mẹ muốn con phải làm gì? Mẹ cứ nói thẳng ra, chứ con cứ phải đoán ý mẹ mỗi ngày thế này, con cũng mệt mỏi lắm. Con nói như thế, lúc nào cũng phải làm theo ý mẹ. Nếu mà con làm theo mong muốn của mẹ, thì đâu có ngày hôm nay. Con giấu mẹ là bởi vì con sợ mẹ sẽ như thế này. Con nói mẹ xem, con đã nghĩ những gì mà tự nhiên đùng đùng đi hôn, không nói với ai một câu. Ly hôn xong lại còn sống chung nhà nữa chứ. À thế lại còn lên truyền hình với nhau. Mẹ đã phải muối mặt với hàng xóm. Cứ tưởng là mọi chuyện đã lắng xuống, giờ lại cặp kè với một thằng đàn ông khác. Mẹ, anh Quang, anh ấy chỉ là... Là gì? Tên gì không quan trọng. Cái mẹ đang nói ở đây chính là thái độ kiêu ngạo và sự ích kỷ của con đấy. Con chỉ làm những cái điều mình thích thôi, không cần biết ai nghĩ gì về mình, về gia đình mình, về mẹ đây này. Từ nhỏ mẹ vẫn luôn dạy con là phải sống làm sao đừng để cho người ta cười nhạo. Nhưng tại sao con lại cứ phải sống vì người khác thế hả mẹ? Tại sao lúc nào mẹ cũng chỉ nghĩ cho thể diện của riêng mình ạ? Nhưng đây là cuộc sống, là xã hội. Con đâu chỉ sống một mình trong cái thế giới này. Con vẫn đang phải sống một mình đấy mẹ ạ. Con phải tự học, phải tự cố gắng, thậm chí là khi con sảy thai. Con cũng phải tự mình vượt qua đấy mẹ ạ. Trời ơi, Như, sao? Sao con không nói với mẹ? Con xin lỗi vì đã không nói với mẹ. 2 năm trước, con đã có thai. Vì đứa bé nó còn quá nhỏ, cho nên con không dám nói với mọi người. Nhưng cũng thật may là vì con không nói, cho nên con cũng không phải báo tin xấu với mọi người rằng là con đã mất đi đứa bé. Con tôi, lỗi là tại con thôi mẹ ạ. Vì con ham công tiếp việc, con cứ tưởng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chồng con cũng sẽ luôn ở bên cạnh con. Nhưng từ ngày đó, dù không nói ra, nhưng con biết anh ấy vẫn luôn oán giận con. Con cô đơn lắm mẹ ạ. Con cảm thấy tình yêu của bọn con đã mất dần đi cùng với đứa bé. Tình cảm không được như trước nữa thì phải ly hôn thôi. Con chỉ buồn là con vẫn nghĩ mẹ sẽ là nơi an toàn nhất của con. Con có thể quay trở về nhà khi có mẹ. Nhưng hóa ra mẹ không cần một đứa con sứt mẻ để trưng bày với hàng xóm. Mẹ có biết không? Con gái của mẹ tan nát từ lâu lắm rồi mẹ ạ. Con, con xin phép ba, chắc là con phải ra ngoài ở thôi ạ. Chị, ba hiểu mà. Đi rồi, ba hãy đi con. Vâng.
Ôi. Phim Tình Trạng Đã Ly Hôn sản xuất bởi Viettel Media.